Hú hú, hai chào anh em bảo xỉa lương. Mình từ đầu X98 rất vui quay trở bạn trong video lần đầu tiên quay mèo full mốc sau gần 170 ngày của bạn X Nhật ở server 108. Nghĩa là bạn ấy đã chấp nhận bỏ qua đến 4 tháng không được full mốc rồi, bây giờ mới full mốc. Cái này thì các anh em nông dân thú thiệt luôn đấy các bạn ạ. Nạp dần siêu lợi tức hay là battle pass thì nó cũng lên rồi nhá, dần dần lên thôi. Tất nhiên là đây thì mình nạp xong thì mới quay mèo full mốc được. Thôi nạp là các bạn nhé. Tăng. Chúc mừng một VIP 5 nữa đã chính thức nhập cuộc ở server 108. Khi đạt VIP 5 thì các bạn sẽ có một cuộc chơi song phẳng hơn. Đơn giản là các bạn được quay mèo full mốc, các bạn không được thiệt tới mười mấy nghìn kim cương so với những người chơi khác. Mười mấy nghìn luôn đấy các bạn ạ. Mèo này nên là nó quan trọng lắm. Đâu rồi? Tổng lượng kim cương hiện tại sau khi nạp xong lên VIP 5 và trước thời quay mèo, mình nghĩ mod thì vẫn có thể còn nữa đấy, chứ không phải lần này đâu, là 46.600 kim cương. Chỉ cần không quá đen chắc chắn là sẽ full mèo, còn đen thì phải chờ mấy hôm nữa nhá. Nào thử xem vận may của bạn X Nhật này tới đâu. Máy kéo thì đúng như tên gọi của nó mang hình tượng sắc nét hơn cả con mèo thần tài ấy các bạn ạ. Đen đỏ rõ ràng luôn. Không kiểu mèo thần tài là các bạn nghĩ là chỉ có đem lại sự may mắn và không khi nào đen gì. Đen là chuyện thường nhá. 12.600 ít ê. Nào. 28.000 wow. Mốc này ăn ngon vãi, 28.400 luôn các bạn ạ. Lúc nãy mình quay là 25.800 nhưng chênh lệch nhau hơn 2.000 kim cương, gần 3.000 kim cương, vãi cả xoài mà. Ông quay mốc quay vãi đái thật. Nào. À vẫn thiếu một tí kim cương à? 77 như vậy là thiếu khoảng độ 200 kim cương rồi các bạn. Nhiệm vụ ngày vừa làm rồi đây. Trong này thì chắc là mình lôi ra thì cũng đủ thôi, chứ ta chiến thắng thần đấy. Từ từ nhá, để mình xem trong túi đồ bạn ấy còn cái rương nào không. Còn thì mở luôn, đỡ phải ấy chiến thần. Chiến dương thần để tích sự kiện bao giờ nó có liên quan đến event chiến dương thần, tức là quay chiến dương thần sự kiện đấy sẽ được thêm thưởng, thì mình vào mình mở ở đây đúng không, phải cả xoài một dương ở kia đủ. Hai đây, một dương nhỏ một dương vừa. Eo không cho mở từng hộp à, vãi ghê. Thôi cũng được. Thế ông chơi ông cứ nhát đấy, ông thủ cái này kiểu gì chả full, nhưng mà hên thật đấy các bạn, 61k thôi. Nhìn chung nó cũng lãi được khoảng 15-16k kim cương gì đấy tổng bộ. Các bạn bấm máy tính thì sẽ thấy nhá, server 108 bây giờ không được coi là còn là server mới rồi. Bắt đầu ở mức độ vừa rồi các bạn. Tuy nhiên cái khả năng ham thích võ sĩ mới vẫn rất là ghê. Chúng ta đang có khoảng độ 6-7 người chơi đang tham gia vào vòng quay Clark, và mình không thấy ông nào ở server, không thấy ông nào nằm trong top server lấy luôn các bạn. Khả năng là công ấy chưa dậy thôi, hoặc là đang tính thôi. Nhưng mà đâu à, ôi ham lắm. 108 luôn, ham boss lắm. Thôi nha, hẹn gặp các bạn trong các clip tiếp theo.